Bao thế, mang ra buổi chiều đi thế. Đi xích xích ra ở phòng. Ui giời ơi, là cái chảo bỏ quá đi thôi. Đây. Mất giờ xiêm nha mọi người ơi. Cái chảo to quá. Cái mâm mình không vừa mà đẩy nữa chứ. Mình vừa không biết. Trời, vừa vừa luôn.